Bà Ivana Trump, người vợ đầu tiên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã qua đời vào ngày 14 tháng 7. Các quan chức thực thi pháp luật đang điều tra khả năng bà bị ngã cầu thang tại căn hộ riêng ở quận Manhattan, thành phố New York. Phát ngôn viên Sở Cảnh sát thành phố New York cho biết họ nhận được cuộc gọi từ nhà bà Ivana vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 14 tháng 7 theo giờ địa phương. Khi đến nơi, cảnh sát đã phát hiện một người phụ nữ 73 tuổi, bất tỉnh và không phản ứng. Dịch vụ y tế khẩn cấp được gọi đến và thông báo nạn nhân đã chết tại hiện trường, không có dấu hiệu phạm tội tại hiện trường và giám định y tế thành phố sẽ xác định nguyên nhân của cái chết. Trong bài đăng trên trang mạng xã hội, cựu Tổng thống Trump, 76 tuổi, gọi bà Ivana là một người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp, đã sống một cuộc đời tuyệt vời và đầy cảm hứng. Niềm tự hào và niềm vui của bà ấy là ba đứa con Donald Trump, Jr., Ivanka và Eric. Bà ấy rất tự hào về các con cũng như tất cả chúng tôi đều tự hào về bà ấy. Bà Ivana, một người mẫu lớn lên ở tiệp khắc, hiện tại là Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia, kết hôn với ông Donald Trump, khi đó là nhà phát triển bất động sản, bắt đầu gặt hái thành công vào năm 1977. Con đầu lòng của họ là Donald Jr. chào đời cuối năm đó, trong khi Ivanka sinh năm 1981 và Eric sinh năm 1984. Trong bài đăng trên Instagram, Eric ca ngợi người mẹ là một người phụ nữ phi thường, giỏi kinh doanh, là vận động viên đẳng cấp thế giới, một vẻ đẹp sáng rỡ, một người mẹ và một người bạn chu đáo. Thời thơ ấu, bà Ivana là vận động viên trượt tuyết nổi tiếng ở Đông Âu. Trong suốt năm 1980, bà Ivana và ông Donald Trump là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất của New York với lối sống xa hoa, hào nhoáng. Quyền lực và sự nổi tiếng của họ ngày càng lớn khi hoạt động kinh doanh bất động sản của ông Donald Trump phát triển mạnh và bà Ivana đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Sau ly hôn, bà Ivana Trump phát triển sự nghiệp kinh doanh thành công của riêng mình, bao gồm quần áo, đồ trang sức và các sản phẩm làm đẹp. Bà viết một số cuốn sách. Bà Ivana đã kết hôn 4 lần ở trong đời, một lần trước khi lấy ông Trump và 2 lần sau đó.